Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể đại chúng, chắc có lẽ là trong mấy ngày nay quý vị cũng được tin Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh viên tịch ở tại Việt Nam vào ngày 28 tháng 3 vừa rồi, và ngày hôm qua tại Việt Nam đã làm lễ nhập tháp, tức là ngày 3 tháng 4. Mình ở đây hôm nay là mùng 3, chứ ở Việt Nam thì đã là mùng 4 rồi. Thì theo như chương trình là Hòa Thượng đại chúng đã làm lễ nhập tháp. Và trong tất cả chúng ta là những người Phật tử Việt Nam, không ai mà không thọ ơn của Hòa Thượng. Ơn của Hòa Thượng là Hòa Thượng dịch kinh cho mình tụng. Hòa Thượng đã dịch kinh từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Mà Pháp Hòa tin chắc rằng trong nhà nào, chùa nào ít nhất cũng sẽ có một quyển kinh do Hòa Thượng dịch, kinh Địa Tạng hoặc là kinh Pháp Hoa. Pháp Hòa chưa nói kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Bảo Tích, vân vân. Thì đối với Pháp Hòa thì Hòa Thượng là một trong những vị trưởng lão mà mình rất là cung kính, và cái ước nguyện là được về Việt Nam để đảnh lễ Hòa Thượng, nhưng mà không có kịp. Những vị tôn đức mà Pháp Hòa lâu nay kính trọng muốn đảnh lễ thăm viếng, nhưng lần lượt quý ngài đã đi hết rồi. Trong một năm ngoái, từ đầu năm, giữa năm và đến đầu năm nay, ba vị tôn đức đó đã đi. Thì thôi thì những hôm nay tất cả chúng ta đang có mặt ở đây, thì xin đại chúng cùng cùng chắp tay hướng về Tam Bảo, hướng về Giác Linh Hòa Thượng, cùng niệm Phật. Trước là cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng cũng như chư vị tôn đức Hòa Thượng đã rời khỏi ta bà này, nhưng quý ngài sẽ vì cái từ bi nguyện lực của quý ngài sẽ trở lại thế giới ta bà này, tiếp tục công việc hoằng hóa độ sanh. Và nếu không có quý ngài thì chúng ta không có điểm tựa, không có những người hướng dẫn cho mình tu. Cho nên xin đại chúng cùng chắp tay, chúng ta niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần, cầu nguyện Giác Linh của Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, Cao Đăng Phật Quốc, hội nhập ta bà, giáo hóa chúng sanh, cũng như liệt vị tôn đức khác. Nam Mô Bổn Sư năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 2, và hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Thế đại chúng, hiện tại ở ngoài trời đang gió lớn, vì vậy cho nên quý vị cũng nên giữ gìn sức khỏe, vì nếu mà thân bệnh thì chúng ta không có tiếp tục tu được. Nếu mình ở chung chúng thì có thể mình bị mất thời khóa, có khi thì mình không tụng kinh, có khi mình nghỉ nghe pháp. Vì vậy cho nên từ đó mình mới thấy Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ tu tâm, nhưng mà không có thể thiếu cái phần tu thân. Tu thân có nghĩa là mình phải
giúp cho thân của mình có được một sức khỏe tốt, ăn uống theo chế độ, tùy theo bệnh mà mình dùng thức ăn để làm sao mình có được cái thân thể được tốt để mình tu. Mình không có bồi bổ cho cái thân này quá đáng, nhưng cũng không có khinh suất cái thân của mình. Và phải xem cái thân mình như chiếc thuyền qua sông. Mình có qua sông thì phải cần thuyền, phải không? Cho nên không thể không tu thân. Vì vậy mà nếu mà có thân á, thì mình phải tu. Tu đây có nghĩa là phải dưỡng nuôi nó, và đồng thời phải trì giới về thân, để cho thân này không có phạm những lỗi lầm, mà ngược lại không có gây cái nghiệp ở nơi thân, và đồng thời cũng có được cái thân tốt để mà chúng ta tu. Kính thưa đại chúng, là thỉnh thoảng Pháp Hòa hay đề nghị đại chúng là mình nên sám hối thường xuyên, không phải là một tháng hai lần. Bởi vì tất cả chúng ta không có nghiệp thì không có sanh ở cõi này. Cái cõi giới ta bà của chúng ta đang ở, nó kết tụ bằng những cái nghiệp lực. Và vì chúng ta có nghiệp cho nên chúng ta mới thọ thân này và sanh ở cõi này. Và một khi ở cõi này thì chúng ta bị nghiệp duyên nó chi phối. Có khi thì do bệnh tật, có khi do người thân, có khi do bạn bè, có khi do công việc. Tất cả những cái đó nó gọi là pháp chướng. Pháp chướng tức là những cái gì mà nó sinh khởi, nó làm cho mình chướng ngại trên đường tu. Nhiều khi mình muốn tu mà cứ bệnh hoài cái lười tu. Mình muốn tu mà có nhiều khi á, mình vừa bắt đầu thắp cái hương lên ở trước bàn Phật là bắt đầu mình ngáp. Ngáp chảy mắt, ngáp không tưởng được, mà tới qua cái đó rồi là bắt đầu hết. Thì quý vị có gặp trường hợp đó thì cũng đừng buồn, mà không nên thối chí nản lòng, mà phải biết rằng mình đang bị cái nghiệp hôn trầm. Thì những cái chướng của mình nó có nhiều cái chướng. Có khi là hôn trầm, có khi là trạo cử. Trạo cử tức là khi mình bắt đầu ngồi tụng kinh là từ trên đầu mình xuống người bắt đầu nó ngứa. Nó ngứa mặt, ngứa mũi, ngứa mình mẩy, cứ phải lấy cái tay của mình làm cho nó dễ chịu. Rồi có khi tâm mình nó lo ra, nó nghĩ ngợi tùm lum hết. Thì cái đó là hôn trầm. Hôn trầm trong tư là gì? Trạo cử trong tư tưởng, mà trạo cử ở thân thể. Có người không bị trạo cử nhưng bị hôn trầm, bắt đầu vô tụng kinh là hai mắt mở lên, buồn ngủ và ngáp thôi là ngáp. Hay là bình thường ngồi bình thường nói chuyện chơi là tỉnh queo à, mà bắt đầu vô nghe pháp là bắt đầu hai mắt nhập định, phải không? Mới đầu mình tưởng mình ăn no nó buồn ngủ, tại vì cái bao tử nó có sợi dây với cái mí mắt, ăn no cái nó rị cái mí mắt xuống. Nhưng mà mình ăn nhiều cái mình tưởng buồn ngủ, nhưng mà cũng để cho cái bệnh buồn ngủ của mình nó giảm đi thì thường là mình ăn vừa chừng chứ không ăn quá no. Vì ăn quá no thì nó sẽ làm cho mình mệt, mà mệt thì không ngồi thiền tụng kinh được, nó buồn ngủ. Và khi mình lớn tuổi một chút là bắt đầu gan mình nó yếu, mà gan yếu là ăn vô là bắt đầu người mình nó đừng, nó lừ đừ mệt mỏi. Ăn vô no rồi cái thân thể mình nó mệt mỏi, là biết là sức khỏe mình giảm. Rồi cộng thêm thân bệnh, rồi cộng thêm nghiệp, bệnh nghiệp nữa, thì nó làm cho mình chướng ngại nhiều trên đường tu. Nhiều khi những ngày bình thường ăn mặn lại thèm đồ chay, mà tới ngày ăn chay bắt đầu nghĩ kìa. Có nhiều khi mình ăn chay lại ngồi đó, ăn đậu hũ mà sao nó sao phải cái kia mà này. Thí dụ vậy. Tất cả không phải mình muốn, mà đều là do cái nghiệp của mình. Cho nên mình thường sám hối.
ở trong cái khóa tu này đó, hay là tất cả những khóa tu khác cũng vậy, lúc nào chúng ta cũng đề cái sám hối là chính. Cho nên cái thời không vui sáng mà chúng ta lại sám hối. Năm nay đặc biệt là chúng ta được cái duyên mà có Phật tử cúng dường Lương Hoàng Sáng, thì quyển Lương Hoàng Sáng này là một cái quyển sáng pháp ngày xưa được soạn ra cho vua nhà Lương, cho nên nó đặt là Lương Hoàng. Lương là họ của ông vua, họ Lương, ông tên là Lương Võ Đế, vì vợ của ông là bà Hoàng hậu Hy Thị mắc một cái nghiệp đọa làm rắn mãng xà, cho nên ông mới thỉnh chúng ta soạn một bộ sáng pháp để ông vì vợ ông mà sám hối, cho nên mới có chữ Hoàng. Hoàng là hoàng đế, Lương là họ Lương, sám à, sám cái này phải nói đủ là sám pháp. Thì nếu mình dịch tiếng Việt thì hết đi. Gió nhiều quá nó hết pin. Thì chữ sám á, nếu nói đủ là sám pháp, mình dịch ra tiếng Việt là phương pháp sám hối, phải không, của hoàng đế họ Lương. Nếu mình nói cho mình dễ hiểu vậy đó. Nhưng mà hồi sáng này đại chúng tụng á, thì khi hòa thượng Chí Công soạn xong cái bộ này rồi thì chưa biết phải đặt tên gì, thì ngài nằm mộng thấy Đức Phật Di Lặc xuất hiện, bảo rằng phải đặt Từ Bi Đạo Tràng. Cho nên mở quyển sám ra, ngài nói Từ Bi Đạo Tràng bốn chữ này vì cảm mộng Phật Di Lặc là đặt tên chứ không dám tự đặt. Quý vị mở lương sám thì cái lời đầu thì cái sám pháp này ở đây á, quý vị nào sau khi tụng quyển này rồi mà có ai chưa có mà muốn thỉnh á, thì quý vị cứ thỉnh à, cứ thỉnh một cuốn đem về để trì tụng. Nhưng mà ở đây trước khi mà quý vị thỉnh á, thì Pháp Hòa chỉ nói một cái phần mở đầu với phần kết thúc để quý vị biết cách hành trì thôi. Là bởi vì trong cái quyển này á, là soạn theo một cái đàn tràng, một cái đạo tràng sám pháp, cho nên câu phía ở phía đầu của mỗi quyển đó, nó có nhiều cái phần gọi là khải thỉnh rồi sái tịnh rồi gì rồi nhiều lắm. Quý vị về nhà quý vị không cần theo cái này, bởi vì cái này là trong một cái đạo tràng đông người có hoặc chư tôn đức tăng ni hướng dẫn mình thành lập một cái pháp đàn này, đàn tràng sám hối này. Còn bây giờ ở nhà mình tụng sao? Đơn giản thôi, y như những cái thời kinh quý vị thường tụng, nguyện hương rồi đảnh lễ tam bảo ba lễ đó, xong rồi ngồi xuống khai chuông mỏ tụng bài kệ tán lư hương, rồi tụng chú đại bi, rồi tụng cái bài kệ khai kinh đó, là bài lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng Lương Hoàng Sám, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Rồi bắt đầu khai kinh pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi, Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát ba lần. Rồi bắt đầu vô tụng Phật chính thức, chính văn của kinh. Sau khi xong rồi thì cứ tụng Bát Nhã hồi hướng bình thường, không cần theo những cái nghi thức ở trong này,
Bởi vì trong này là một cái thứ nhất là toàn là văn chữ Hán. Quý vị cũng chẳng hiểu quý vị đang tụng cái gì mà không biết làm cái này làm sao. Thấy không? Ví dụ như đọc gia trì pháp thủy là gì? Phải không? Cho nên là mấy cái đó mình lược hết đi. Cái này là bởi vì cái này là dịch y chang như cái bản tiếng Hán trong một cái đàn tràng làm lễ sắm pháp có đủ tịnh đức tăng ni và đại chúng. Mình ở nhà mình trì tụng chính văn là chánh, còn những cái phần khai kinh và hồi hướng kết thúc đó cứ theo những bài kinh tịnh thường tịnh tụng là được rồi. Quý vị hiểu ý không? Thì sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là để cho quý vị nào có tâm muốn thỉnh quyển này về tụng đó thì không bị bận lòng là không biết lúc đó đúng túng biết tụng làm sao đây. Và đã từ lâu Pháp Hòa có một cái ý là sẽ giải những cái chỗ chữ Hán này, lời lẽ nó hay lắm, trong cái nguyên văn chữ Hán á, lời hay lắm và ý nghĩa Phật pháp dữ lắm, nhưng mà quý vị tụng nhiều chút chị không có hiểu ý gì đâu. Thành thử ra hôm nào có dịp thì Pháp Hòa sẽ nói cái phần đó trong mấy cái lời của 10 quyển đó. Thì trong này á, trọn bộ thường thường kinh á, mình biết phải biết cách gọi. Thể mà nói trọn bộ á thì là bao nhiêu cuốn vậy đó. Thí dụ như bây giờ Lương Hoàng Sám nè, nó nằm trong một quyển này phải không, thì gọi là trọn bộ 10 quyển. Quyển là ở trong này chia nhỏ nhỏ ra, quyển nhất, quyển nhì, quyển ba, quyển tư gì đó, là 40 phẩm. Phẩm tức là ở trong nó có, trong quyển nó có chia phẩm. Cho nên một trọn bộ Lương Hoàng Sám là 10 quyển, là một 10 quyển mà đóng thành một tập này là quyển thì nó nhỏ nhỏ. Hiểu ý không? Còn như Kinh Đại Bảo Tích mà lâu nay Pháp Hòa hay trích ra để giảng cho quý vị nghe đó, trọn bộ 9 cuốn như vậy. Trọn bộ 9 cuốn mà dày vậy nè. À, lâu lâu Pháp Hòa hay trích ra nào là Kinh Pháp Hòa giảng trong Kinh Đại Bảo Tích là nhiều lắm rồi. Bữa nay kỳ này khóa tu này cũng học Kinh Bảo Tích rồi. Thì trọn bộ 9 tập. Trọn bộ 9 tập. Thì còn ví dụ như Hoa Nghiêm là trọn bộ 4 tập, Bát Nhã trọn bộ 3 tập. Nhưng mà ở trong đó chia phẩm, chia quyển. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng biết là ví dụ ta nói thôi con nguyện tụng 10 bộ Lương Hoàng Sám thì biết là 10 bộ là 10 cuốn vậy nè. Thấy không? Tụng hết, tụng lại, tụng hết, tụng lại, tụng 10 bộ. Còn thí dụ như Kinh Pháp Hoa, có nhiều lúc Pháp Hòa nguyện tụng 3 ngày 3 bộ, cứ từ sáng khai kinh tụng cho tới tối là hết cuốn. Hết bộ đó, cái ngày mai sáng 8 giờ mình khai tụng lại, tụng cho tới chiều tối cho hết cuốn. Rồi kêu tụng trọn bộ. Mà thí dụ ta nói anh tôi tụng nhớ Pháp Bảo Đàn không? Có một vị đó vô gặp Lục Tổ nói tôi tụng 3.000 bộ Kinh Pháp Hoa. Tức là tụng tới 3.000 cuốn trọn bộ. Thì Hòa Thượng Lục Tổ mới nói ông tụng 3.000 bộ Pháp Hoa khi mê á, thấy không? Thì bị Pháp Hoa độ. Khi ngộ thì độ Pháp Hoa. Tức là mình tụng Kinh Pháp Hoa mà tâm không khởi tâm cung kính thì 3.000 bộ đó nó không có ý nghĩa đối với người tu. Thì đó là những lời khai thị. Vì nghĩ rằng mình tụng 3.000 bộ kinh như vậy là mình được công đức nhiều, cho nên là mình không có cung kính ai. Thì gặp Lục Tổ khai thị có không? Đấy, có một vị vô nói ông pháp danh là gì, nói con tên là Pháp Đạt. Nói ông Pháp Đạt mà không đạt pháp. Pháp Đạt là cái người phải đạt được cái pháp để tu, cho nên pháp danh là Pháp Đạt mà đạt không được cái pháp. Đó là những lời khai thị. Khai thị nhiều khi nói ngắn gọn, không cần nói nhiều, nhưng mà câu nào là thấp câu đó, thấy không? Chữ khai là mở, chữ thị là chỉ. Chữ khai thị là chỉ thẳng, nói rõ cho mình hiểu. Cho nên khai thị. Thì đó là cái phần Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng. Dĩ nhiên là chúng ta có mấy ngày thì chúng ta không có giờ đủ để tụng trọn bộ đâu. Nhưng mà
cứ tụng từ đây cho đến cái ngày kết thúc là mình được hai quyển có hòa tính rồi. Thì nhưng mà quý vị tụng để chi? Để cho quý vị khởi cái tâm. Quý vị biết hồi đó Pháp Hòa khoảng 16 tuổi, thì lúc đó Pháp Hòa thèm tụng Lưu Hoàng Sáng, mà cái thời đó kinh điển hiếm lắm. Lúc đó ở Việt Nam chưa được đưa kinh sách hay là những cái gì ra bên này, lỗ ngoài này thì chưa có khả năng in sẵn. Mà Pháp Hòa ham tụng một bộ Lương Hoàng để mình sám hối khi mình mới là sa di. Thì lạ, có một cái hôm đó tự nhiên lục ở trong cái đống kinh sách cũ thì có một cái quyển Lương Hoàng sám mà in trên cái giấy nó đen cùi. Quý vị có nhớ ngày xưa là giấy nó giấy mà nó nấu là nhiều lần rồi nó dính cát dính gì mà nó cũ mềm, trời lượm được cuốn nó mừng quá chứ. Tụng mà phải nhìn thiệt là rõ, tại giấy nó đen mà chữ thì lợt mực nữa. Vậy mà ráng tụng, tụng hết bộ đó, cái tự nhiên ở đâu đó cái người ta cho được quyển Lương Hoàng. Mà lúc đó thì in ở bên Mỹ mà giấy trắng. Thì khi mà dở ra đến cái phần mà nói lên 12 cái nguyện lý do nào mình sám hối đó, ở trong này nè, trong này có cái phần đó hồi sáng mình tụng đó. Thì tự nhiên mới tụng có hai nguyện cái mất nguyên trang 10 nguyện. Quý vị biết Pháp Hòa làm sao? Pháp Hòa phải lấy một tờ giấy, Pháp Hòa canh cho đúng cái khổ kinh đó, Pháp Hòa tịnh vô trong đó rồi ngồi chép tay. Lấy cái quyển dày cũ hồi xưa đó, chép lại trong cái quyển đó để mà có tụng. Rồi khi mà đi học về mỗi buổi chiều, đi học về đó, trước khi mà lên tụng, trước khi mà tụng Mông Sơn Thí Thực thì Pháp Hòa tụng Lương Hoàng Sẵn một thời rồi mới tụng Mông Sơn. Thì Pháp Hòa nhớ cái bữa đó đang tụng gần hết, thì đến cái giai đoạn cuối cùng của quyển sám là nguyện, những cái lời nguyện kết duyên với nhau, thì tự nhiên khóc. Cho nên mỗi lần mà tụng kinh nó có những cái kỷ niệm. Tụng kinh Địa Tạng, Pháp Hòa cũng có cái kỷ niệm với kinh Địa Tạng hồi nhỏ. Tụng Pháp Hoa cũng có, tụng Lương Hoàng Sám cũng có. Thì có một buổi chiều nọ tụng Lương Hoàng Sám mà ngồi khóc, khóc nức nở, tụng được hết tụng rồi, cứ ngồi nhìn Phật mà khóc. Cho nên những cái khi mình tụng kinh á, những giọt nước mắt mà nó đi ra đó, quý vị đừng có nghĩ là mình bị cái gì khùng khùng hay là ông dựa bà dựa gì, mà tụng kinh mà khóc đó là chúng ta có cái duyên đậm, và nó có cái lời kinh nó tác động ở trong cái trái tim. Hàng năm đến mùa đông Pháp Hòa có một khóa tu 4 ngày hoặc 5 ngày. Thì cái khóa tu mùa đông ở bên Trúc Lâm là giảng pháp ít, trì kinh. Tức là một năm mấy khóa, nhưng mà có những khóa như vậy nè, cũng pháp thoại rồi vậy, nhưng mà đặc biệt khóa mùa đông là không có giảng, chỉ dành thời gian để trì kinh, mà trì kinh bộ. Ví dụ như mùa đông năm này trì bộ Niết Bàn, mùa đông năm sau tụng bộ Lăng Nghiêm, rồi có năm á thì khóa tu 4 ngày thì 4 bộ Pháp Hoa, cứ từ sáng tới tối là hết. Rồi mình tụng Pháp Hoa biết bao nhiêu lần rồi. Con bữa nọ tụng Pháp Hoa đến cái quyển thứ 3, khi mà ví dụ ông trưởng giả rồi trong đó nói là mình là những người những đứa trẻ mà trong nhà lửa, rồi sau đó Phật mới ví dụ nhà lửa này là nhà lửa của tam giới, những đứa con này là mình, ông chủ nhà đó là Phật. Tụng tới đó cái phát ngồi khóc. Thì Pháp Hòa nói với đại chúng, khi mình thọ giới như hồi sáng này, ví dụ thọ giới xuất gia được nhá kéo, mà mình cảm động
trong tâm mình, thí dụ không có khóc, nhưng mà trong tâm mình nó có cái giờ phút đó nó thiêng liêng. Rồi khi mình tiếp nhận giới nó thiêng liêng, và hoặc là thí dụ mình có khóc đi nữa, trường hợp thọ giới mà khóc thì chư vị thường gọi là đắc giới. À, đắc giới là sao? Tức là lúc đó cái giới đó nó làm cho mình rúng động, là vì mình không bao giờ nghĩ đời kiếp này mình được tiếp nhận cái giới đó, dù chỉ là giới đi. Nhưng tự nhiên hôm nay mình lại, thì mình nhớ. Vì vậy cho nên đó, thường các vị giới sư hay nói với mình trước khi mình thọ giới, đây là giờ phút long trọng. Thì khi mà thầy truyền giới mới nói rằng đây là giới thứ nhất, quý vị có phát tâm tiếp nhận giới này và hành trì hay không, thì chúng ta nói mô Phật có hay là mô Phật giữ được. Thì ngay cái giây phút mình nói mô Phật giữ được thì cái giới thể đó nó đi vào trong người. Giới đó gọi là giới thể. Giới thể tức là cái thể, cái form của giới thứ nhất này là không giết người hại vật, nó đi vào trong cơ thể của mình. Tiếp nhận cái giới đó đặt trên con người mình trong 4 ngày này, không giết người hại vật. Rồi cái giới thứ hai là trong 4 ngày này không trộm cắp. Thì cái giới hiện bây giờ 10 cái giới thể đó đang ở trên con người. Cho nên mình đi đứng nằm ngồi lấy cái giới này để tu thân, lấy cái giới thứ tư để tu khẩu, rồi lấy 10 cái giới này để điều khiển cái tâm ý sai quấy của mình, gọi là tu tập, tu ý. Rồi tu thân, tu khẩu, tu ý là vậy. Và cái giây phút mà cái vị thầy truyền cái giới đó, thí dụ gọi là truyền giới, truyền giới là vậy, tức là giới sư nói cái giới đó ra, mình tiếp nhận cái giới đó, giới sư truyền mình thọ, cho nên kêu là thọ giới. Còn giới sư gọi là truyền giới, mình là giới tử là mình thọ giới. Mà ngay cái giây phút mà giới sư truyền mình thọ thì cái giới thể nó ở trên. Đó thì Pháp Hòa giải thích một chút vậy đó, cho đại chúng có thêm ý niệm về khi mình đi tu như thế này. Dù chỉ 4 ngày, nhưng mà nói là dù chỉ có nghĩa là nó ngắn hạn dữ lắm. Thứ 5, thứ 6, thứ 7 có nửa ngày chủ nhật, đó là 4 ngày, chứ thiệt sự là 3 ngày rưỡi. Rồi 3 ngày rưỡi này là trừ ra ngày 3 cử cơm này. Thấy không? 3 cử cơm này. Rồi trừ những cái cử là ngủ trưa này. Cho nên rồi tu cũng gom lại thì cũng không có bao nhiêu. Mà nếu mình lại phí, mình không trân trọng thì nó lại càng uổng nữa. Thì giây phút nào cũng là giây phút mình tu, dù mình đi ngủ, dù mình đi ăn. Nhưng mình đi ăn trong cái tâm niệm hân hoan với đại chúng, được ngồi với chúng, không phải là chuyện dễ. Cái bộ kinh Đại Bảo Tích là bộ kinh Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, là bộ kinh cuối của đời Ngài. Vì khi mà Ngài dịch xong cái bộ này thì đôi mắt Ngài bắt đầu mờ. Vì từ nhỏ Ngài có cái bệnh, Ngài có cái bệnh ở mắt, cho nên là càng ngày thì cái độ cận của Ngài nó càng nặng. Ngài đeo kính rất là dày. Đến khi mà Ngài dịch xong cái bộ này thì mắt Ngài mờ. Là lúc dịch xong bộ này là năm 1989. Hòa Thượng sinh năm 1917. Thì lúc đó Ngài cũng đã 72 mấy tuổi rồi. Thì Pháp Hòa nhớ cái lúc mà thông báo là bộ kinh Đại Bảo Tích đã dịch xong và đang in, thì quý vị không có tưởng được cái niềm hân hoan của Pháp Hòa lúc đó. Dù chưa biết Đại Bảo Tích là gì, nhưng mà nghe kinh được dịch rồi thì trong lòng phấn khởi, lập tức phone đi
đi tìm cái địa chỉ mà người ta in cái bộ kinh này để mà xin thỉnh. Pháp Hòa nhớ cái cô mà cổ in cái bộ này, cổ tưởng là mình là Phật tử. Mình mới vừa hỏi cô là cô nghe nói ở nơi cô có dịch kinh đại bảo, có in kinh đại bảo tích, cô cho thỉnh một bộ được không? Cổ dũa mình trên con. Cổ nói chú có biết không, bộ này là bộ kinh đại thừa, không phải ai cũng có thể hiểu được, chú hiểu không? Nói dạ dạ biết dạ biết. Rồi cái đó thôi được rồi, chú tên gì cho tôi đi, tôi cho chú thỉnh bộ. Thì cái bộ đầu tiên mà dịch đó, lúc đó in còn dở lắm, in rồi nó còn bung bìa, nó còn dở lắm. Nhưng mà khi mà đem về Pháp Hòa quý cái bộ đó làm sao quý vị biết? Là bởi vì nó có 9 chữ viết của Hòa Thượng. Lúc mà Hòa Thượng dịch cái bộ đó xong thì Hòa Thượng viết những cái lời cuối cùng của bộ kinh đó, thì người ta để nguyên cái bản chữ viết của Hòa Thượng in trong cái quyển đó. Hôm nay Pháp Hòa cái quyển đó là cái quyển quý của Pháp Hòa đang để trên bàn đây, là quyển thứ 9, là cái quyển tập cuối của cái bộ kinh Đại Bảo Tích này. Và cái lời của Hòa Thượng viết bây giờ người ta đánh máy lại và in trong này đây. Mà hồi xưa Pháp Hòa đọc cái lời này bằng chính chữ viết của Hòa Thượng mà cảm động lắm. Thì Pháp Hòa đọc một khúc cuối cho đại chúng nghe, để rồi mình thấy được cái thiện duyên bồ đề trong đời này của mình không phải là cái chuyện mà gọi là dễ dàng. Mà mình phải sanh cái tâm phấn khởi là gì, lúc nào chúng ta cũng được kết cái duyên lành với tâm bạn. Thì đây là cái lời cuối của Hòa Thượng viết. Lời đầu thì Pháp Hòa không nói ha. Bây giờ Pháp Hòa đọc một lời cuối cho đại chúng nghe. Chư Pháp hữu thân mến, cho phép tôi được dùng từ này để gọi tất cả các giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia. Tôi có ý nguyện nhỏ, giàu nhỏ nhưng là từ đáy lòng thiết tha, muốn cùng các Pháp hữu, tất cả các Pháp hữu, những ai có đọc, có tụng, có nghe thấy những quyển kinh sách do tôi dịch soạn, sẽ là người bạn quyến thuộc thân thiết với tôi đời này và mãi mãi những đời sau. Cùng nhau kết pháp duyên, cùng nhau giữ pháp hội, cùng dìu dắt nhau, dìu dắt tôi để được vững bước mãi trên con đường đạo dài xa. Con đường đạo nhiều trở ngại trong gai, lòng giữa cõi đời thế tục, mờ lớp vỏ cứng của nó là tứ lưu bát nạn, cạm bẫy của nó là lợi danh ngũ dục, sức mạnh của nó là cơn lốc bát phong. Tôi chân thành nói lên câu cần dìu dắt nhau, vì vào giây phút mà tôi đang ngoạch ngoạc ghi lại vài dòng này, chính tôi phải chính tôi, không dám ngẩng mặt tự xưng là tỳ kheo chân chánh, chỉ biết như thảo phú địa, nhất tâm sám hối mười phương pháp giới. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, chùa Vạn Đức, ngày trùng cửu năm Kỷ Tỵ, mùng 8 tháng 10 1989, Thích Trí Tịnh Cẩn Chi. Thì cái năm mà Pháp Hòa nhận cái quyển kinh này, thì dở cái quyển kinh ra thì in thì cũng bìa dày đôi vai, nhưng mà đóng rồi dán rồi dở lắm. Nhưng mà nó quý là có cái lời của Hòa Thượng viết những cái lời này mà bằng cái chữ viết nguệch ngoạc của một vị lão hòa thượng già mờ mắt biết không nào. Thì hôm nay sở dĩ Pháp lâu nay Pháp Hòa hay trích những cái đoạn kinh của Hòa Thượng dịch trong Đại Bát Niết Bàn, trong Hoa Nghiêm, trong Bảo Tích ra để chia sẻ với đại chúng. Và gần đây thì Pháp Hòa hay trích những cái phần kinh Đại Bảo Tích. Hôm nay mình cũng tiếp tục học những cái đoạn kinh ở trong kinh Đại Bảo Tích. Thầy Pháp Hòa mới nhớ đến Ngài là vì Ngài đã viên tịch cách đây không có bao lâu. Và chúng ta nhắc đến để chúng ta lấy tấm gương của Ngài, và cũng như thấy cái sự hy sinh của các bậc thầy tổ của mình để làm cái thềm thang cho mình lần dò theo đó mình đi. Thật sự ra như Ngài nói trong cái quyển kinh này,
chúng ta sống trong đời này, cái lớp vỏ cứng của nó là tứ lưu bát này, cơn lốc của nó là bát phong, sức mạnh của nó là lợi danh ngũ dục. Vì quý vị thấy gió có một chút vậy thôi là có người giúp đầu, sổ mũi nè, ớn lạnh nè, thấy không? Đó, chút gió ngoài đường thiên nhiên vậy thôi là mình đã thấy khó chịu rồi, thì huống chi những cơn lốc ở trong cuộc đời này, như là khen chê, hủy bán, được mất, vân vân. Cho nên Ngài nói cái cơn lốc của nó là cơn lốc của bác này, cái sức mạnh của nó là của lợi của danh, vân vân. Thì Ngài nguyện cái gì trong cái lời cuối của Ngài? Ngài nguyện là pháp hữu với nhau. Pháp hữu là gì? Tức là những người bạn trong Phật Pháp, dìu dắt nhau, dìu dắt nhau để mà chúng ta đi trên cái con đường đạo dài xa. Cho nên ấy, cái lời kinh, lời của Ngài viết Pháp Hòa đọc, và lúc đó cảm xúc ở những lời Ngài, lời của Ngài, và đến bây giờ khi mà nhắc tới bộ Đại Bảo Tích thì Pháp Hòa nhớ những cái lời của Ngài viết ở trong quyển này. Và hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến Ngài thì chúng ta nói lại một chút, và để nó có liên hệ đến một phẩm trong cái bài kinh, trong trọn bộ bài này. Thì kinh Đại Bảo Tích này á, không phải là một bộ kinh liền lặt với nhau từ đầu đến đuôi, mà trong này có rất nhiều những bài kinh được gom lại thành một bộ, cho nên gọi là Bảo Tích. Bảo tức là quý báu, hiếm có. Tích tức là chứa lại, phải không? Và trong này có nhiều cái pháp hội và nhiều phẩm kinh. Và vì sao đặc biệt? Vì trong này có đủ tịnh độ, thiền, bát nhã, tất cả những cái giáo nghĩa nằm ở trong cái bộ Đại Bảo Tích này. Có những phẩm kinh như đầu tiên của nhớ cái phẩm của trích đầu tiên nhất là cái phẩm Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh. Và cái bộ đó có hòa giải hồi năm 2008 với cái tên là Xây Dựng Hạnh Phúc Qua Con Đường Của Bồ Tát. Và Pháp Hòa lấy cái bộ Đại Bảo Tích trong cái phẩm gọi là Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh giảng. Sau này Pháp Hòa giảng thêm phẩm Phú Lâu Na Bồ Tát Hạnh, rồi phẩm phẩm Tịnh Tính, vân vân, nhiều ở trong này. Hôm nay Pháp Hòa trích một phẩm khác. Cái phẩm này có tên là Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp. Đây là pháp hội thứ 41 trong bộ kinh Đại Bảo Tích này. Thưa đại chúng, là ở trong Phật Pháp, thỉnh thoảng quý vị tụng kinh, quý vị thường nghe cái câu là A Bệ Bạc Trí, nhớ không? Trong kinh Di Đà đó, cái đoạn nào có chữ A nhớ không? Những vị này là những vị Bồ Tát A Bệ Bạc Trí Nhất Sanh Bổ Xứ Kỳ Số Thập Đa Phi Thị Toán Số. Những Bồ Tát này là những vị Bồ Tát A Bệ Bạc Trí nhiều lắm, đếm không hết. Thì cái chữ A Bệ Bạc Trí nghĩa là gì? Tiếng Phạn gọi là A Bệ Bạc Trí. Người Trung Hoa dịch chữ A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển. Bởi vì mình tu á, mà nếu chúng ta không có cái tâm dũng mãnh thì mình sẽ bị thối chuyển. Thối là gì? Thối là lui. Chuyển là bị lay. Vừa lay chuyển vừa thối lui, cũng giống như gió thổi
thì cái chậu nó mới đầu gió nhẹ thì nó rung rinh. Cái chậu hoa mình để trước đó, ví dụ vậy đó, gió thổi thì nó rung rinh một lát, gió mạnh nữa thì thổi nó lùi qua một bên, nó không còn đúng ở cái vị trí đó nữa. Cái đó gọi là thôi chuyện, bị rung chuyển, bị lay chuyển và bị thôi lùi. Cũng giống như mình tu mà ai nói gì đó cái tự nhiên tâm mình nó hơi rung rinh, mình chưa có dứt khoát bỏ chùa bỏ tu nhưng mà tâm rung rinh, đến một ngày nào đó mình quyết định luôn thì nó thôi giờ tôi dứt khoát rủ áo thì cái đó gọi là thôi. Mà người tu á thì chúng ta không muốn mình bị thối chuyển. Cho nên ở trong kinh Di Đà nói các vị Bồ Tát, trong kinh Di Đà nói các vị Bồ Tát đệ tử của Phật Di Đà đó, đều là những vị Bồ Tát một đời nữa là làm Phật nhất sanh bổ xứ. A vệ bạc trí là những vị không còn thối chuyển nữa. Vì vậy cho nên á, cái chữ A vệ bạc trí là bất thối chuyển. Bất là không, không còn thối chuyển. Ở trong kinh đó, ví dụ người tu mình như thế này, Đức Phật nói trong kinh đó, người tu của mình nhiều giống như là hoa của cây amla, là một loại hoa ở bên Ấn Độ, hoa rất là nhiều nhưng mà trái không có mấy. Cho nên rồi Đức Phật ví dụ cái thứ hai là người tu nhiều cũng giống như là con cá, nó có rất nhiều cái trứng nhưng mà sanh được con cá không có bằng. Cho nên Đức Phật nói ví như cá mẹ sanh nhiều cá con nhưng khôn lớn thì được chút ít, như cây amla hoa nhiều trái ít. Cá con, hoa amla và người mới phát tâm tu, gọi là Bồ Tát sơ phát tâm đó, người mới phát tâm tu nhân thì nhiều nhưng quả thì ít. Tức là mình cũng muốn lắm nhưng mà mình bị cái thối chuyển. Bây giờ nói thối chuyển á, nó có ba loại thối chuyển. Bây giờ mình nói muốn nói là bất thối, mình muốn mình biết, mình muốn xác định mình bất thối thì bất thối thì sao? Một là phải vị bất thối. Vị bất thối tức là nếu người nào mà là chứng A La Hán rồi thì không lui sụp về hàng nhị thượng. Nói gì đó, người hãy mà làm Phật rồi là không lui làm Bồ Tát, mà đã là Bồ Tát thì không lui làm phàm phu. Giống như mình bây giờ tự nhiên chưa là Phật tử, tiến lên bước là Phật tử, tức là quy y. Xong rồi tiến thêm bước nữa là thọ năm giới, rồi tiến bước nữa thọ thập thiện, hay là đi tu bát quan trai, hay là xuất gia gieo duyên, tự nhiên cái giờ thối cái trở lại làm người thường. Đó là vị bị thối. Vị là gì? Là quả, là cái địa vị. Mình là Phật tử thì không cái cớ gì mà phải lui sụp làm cái kẻ phàm phu. Hồi xưa mình chưa quy y, mình là tục tử, mà một khi quy y rồi là Phật tử. Thì là Phật tử thì ở cái vị trí Phật tử chứ không thể là cái gì khác. Mà nếu mà mình tu mà mình không ứng dụng lời Phật dạy, cái từ cái địa vị của Phật tử thì mình lui xuống làm cái người phàm phu rồng rạc, cái đó gọi là vị thôi. Địa vị bị thối, còn bây giờ là vị bất thối. Nhớ cái nghĩa thứ nhất của bất thối chuyển ha. Bất thối chuyển có ba dạng, có ba hạng bất thối chuyển. Một là phải vị bất thối, hai là phải niệm bất thối. Chữ niệm bất thối là sao? Tu học không có chán, tu học mà chán là niệm bị thối. Cái ý niệm tu hành của mình không bị lui sụp.
dù mình có thấy bao nhiêu cảnh trái ngang thay đổi của cuộc đời, là phải biết rằng cái này là cái pháp sinh diệt vô vàn pháp, chứ không phải Phật pháp là như vậy. Cho nên cái ý niệm là Phật, cái ý niệm tiến tu của mình không có được. Ví dụ bây giờ mình gặp một cái cảnh gì, một con người nào đó trong Phật pháp không hay, không giỏi, không dễ thương, thì phải biết rằng cá nhân việc đó do tu hành, do nghiệp lực, chứ không phải Phật pháp nó như vậy. Mà Phật pháp mà như vậy thì đâu gọi là Phật pháp. Cho nên mình không có vì cái người đó, sự việc đó, hay nói một cách khác là các cái pháp đó, các cái duyên đó, mà chúng ta thay đổi cái tâm niệm của mình. Mà thay đổi tâm niệm thì gọi là niệm bị thôi. Đó gọi là niệm bất thôi. Cho quý vị học kinh rồi, quý vị thấy Phật đó, dạy rất là kỹ, dạy chi tiết. Mà tại vì mình không có học chi tiết. Ví dụ như người ta dạy mình nấu ăn, ta dạy kỹ là ta nói là đường mấy muỗng, muối mấy muỗng, còn ta nói đại khái, bỏ miếng đường, miếng muối vô, mình nấu hoài, nấu không thành, cho ta nói mình giống nghề. Ví dụ vậy đó. Thành nữ ra nhớ nha, vị bất thối, niệm bất thối. Cái thứ ba là gì? Hạnh bất thối. Hạnh là gì? Hạnh này có nghĩa là cái sự, cái hành tác của mình, cái Bồ Tát hạnh của mình, cái việc làm của mình không thôi. Mà trong đời Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa học được rất nhiều ở những bậc tôn đức, cái hạnh bất thối của mình. Cuộc đời có như thế nào, người kia có đối xử với quý ngài như thế nào, chúng ta quý ngài hiểu rõ. Là vì mình muốn tiến, mà mình muốn hành Phật pháp, cho nên á, cái hạnh của mình không lưu sụp. Mà nếu mà mình phải quán tất cả các cái pháp, các cái duyên trong đời này, có nhiều khi á, thời tiết báo là sáng nay không mưa, tự nhiên trưa lại mưa, rồi có bữa báo là trời sẽ mưa, lại nó không mưa. Rồi không lẽ bây giờ giận quá ra đứng chửi ông trời? Ông trời này nói chuyện trật lất, nói mưa làm tôi không dám đi đâu hết. Rồi bây giờ cái là mưa. Ví dụ vậy, không muốn nói nữa. Có ai mà đến mức độ đi ra ngoài chửi ông trời, trời đất, nói chuyện không có thật. Chứ phải ba cái bất thối: vị bất thối, niệm bất thối, hạnh bất thối. Mà đủ ba cái này thì được gọi là A Bệ Bạc Trí. Có khi đọc là A Bệ Việt Trí cũng có. Nhưng mà cái đó là âm lại thôi, âm từ tiếng Phạn. Nhưng mà tại sao thỉnh thoảng dịch và thỉnh thoảng để yên đó? Bởi vì cái chữ A Bệ Bạc Trí nó phải đủ ba chữ này: vị bất thối, niệm bất thối, hạnh bất thối, thì mới đủ nghĩa của chữ A Bệ Bạc Trí. Cái này gọi là gì biết không? Đa hàm bất phi, nhiều nghĩa không dịch. Dịch một nghĩa nó thiếu một người ta. Ngài Huyền Trang khi mà đi Ấn Độ thỉnh kinh về Trung Quốc mà dịch kinh, ngài có đưa ra 5 tiêu chuẩn không thể dịch. 5 tiêu chuẩn không thể dịch thì gọi là ngũ chủng bất phiên. Ngũ chủng bất phiên là 5 điều không dịch. Thì trong đó có một cái điều là đa hàm bất phiên, hay là đa nghĩa bất phiên, nhiều nghĩa quá không dịch. Bởi vì dịch một nghĩa này nó thiếu cái chữ. Linh thiêng cũng không có dịch. Ví dụ như chữ bát nhã, mặc dù biết chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ không nói lên được cái tính thiêng liêng của chữ bát nhã. Để bát nhã đó, ở xứ mình không có,
không thể dịch. Chẳng hạn như trái cây amla, amla là chỉ Ấn Độ mới có thôi, mà bây giờ đem cái khác mà thế vô là không được. Nói cây amla này nó giống như cái cây gì ta? À, nó nhiều như cái bông táo á. Cái mình dịch chen cái chữ đó vô, mình nói người tu nhiều như bông cây apple, cây táo, không được. Xứ mình không có, không thể thế, phải để yên chữ đó. Trung Quốc không có, Việt Nam không có, thì phải để yên cây amla. Giống như bên Ấn Độ nó có một cái loại cây là cây ale. Mà cái cây ale này á, một lần là nó gãy nhánh, nó bể nhánh, nó bể là bảy mặt. Một lần mà nó gãy, nó bể là bảy mặt. Cho nên trong kinh nó có những vị người ta phát nguyện, không? Đời này mà con nguyện con tiến tu, còn nếu không thì con bể như cây ale là bảy mặt. Ví dụ vậy, cha không có thể dịch, không có thể chuyển cái cây khác được. Xứ mình không có, không dịch, không thêm nhiều nghĩa, không có dịch. Linh thiêng không dịch. Cái thứ nữa là gì? Tên của người ta không có dịch. Ví dụ như chị đó tên là Trần Vân Mỹ thì phải để Trần Vân Mỹ, chứ không thể dịch Trần là bụi, Vân là mây, Mỹ là Hoa Kỳ. Chị đó tên là bụi mây Hoa Kỳ, nhưng đâu có được. Tên người ta là gì? Tôn trọng mà bất phi, tôn trọng tên của người ta mà không dịch. Dù có thể giảng nghĩa cái tên đó là vậy, là vậy đó. Ví dụ như A Di Đà là tên của một vị Phật, mà chữ A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì phải để yên đó. Rồi muốn giảng gì tôi giảng cho nghe, nhưng mà đừng có dịch nữa, không có được. Thích Ca Mâu Ni dịch là năng nhân tịnh mặt. Vì Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịnh mặt. Năng nhân là người có khả năng, tịnh mặt là sống trong vắng lặng. Vậy thì bốn chữ Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống bằng cái vắng lặng. Nam Mô Phật có khả năng vắng lặng, nghĩa sao được? Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn muốn giải thì giải. Quán là quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh, cho nên còn quán thế âm thì không thể dịch là Nam Mô Bồ Tát thường xuyên quán xét âm thanh cứu khổ ở thế gian này, Bồ Tát. Cho nên là tôn trọng. Ngũ chung bất phiên thôi. Mật nghĩa bất phiên, vì đó là mật nghĩa không dịch. Còn giải thì có thể giải, nhưng mà khi vào văn bản để yên. Cái chỗ này nó hoài, nói hoài phải không? Thỉnh thoảng cứ giải rác, để rác cái ngũ chung bất phiên. Tại người ta cứ bị dịch, người ta cứ bị hỏi hoài, hỏi sao không dịch cái đó, không dịch cái kia. Thì có năm nguyên do không dịch. Thì cái chữ A Bệ Bạc Trí là ba nghĩa đó. Thầy nói cách khác là phải đủ ba cái điều kiện này thì mới được làm một người bất thối chuyện. Vị bất thối, niệm bất thối, hành bất thối. Có nhiều khi nghe pháp, nghe hoài thời gian cái đó, trời ơi mấy thầy giảng tới giảng lui cũng nhiều đó, chán quá không nghe nữa. Đó là niệm bị thôi. Quý thầy giảng pháp nói tới nói lui, nhưng mà mình á cũng sanh khởi phiền não, cũng tới cũng lui nhiêu đó thì cũng vậy. Tại sao đi chợ tuần nào cũng đậu hũ, mì căn, cải ngọt, cải nồi, bắp cải, giá ăn hoài cũng chán.
và Phật pháp ăn hoài thì lại ngói ngán, phở ăn có kêu ngán đâu. Thì quý vị đi dự khóa tu rồi cũng tới luôn cũng nhiều mà, phải không nè, cũng bánh canh nè, cũng đồ xào đồ kho đại khái vài món mà trước lúc nào cũng như nó có. Mình ăn hàng ngày đi chợ cũng bao nhiêu món, mình không ngán thì tại sao mình nghe Phật pháp mình ngán? Thể mà nghe Phật pháp mà ngán là biết là mình bị niệm bị thôi. Khi mà nghe nó trời ơi, thấy không? Thời thời văn ư vị văn, sát sát thanh ư dĩ mục. Từng thời lúc mình sẽ được nghe những điều mình chưa nghe. Ủa tôi nghe rồi mà. Mà họ hỏi có nhớ không? Dạ không nhớ. Không nhớ là chưa nghe. Vị văn là chưa nghe. Không? Còn mình đến với đạo tràng, mình đến với tăng thân là sát sát thanh ư như một từng khắc mình thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Thanh là thanh lọc, làm cho mình trong sáng lên. Nhĩ là lỗ tai, mục là con mắt. Còn mình có hai thứ, một là nghe, hai là thấy. Muốn thấy muốn nghe mà thanh lọc là chỉ có khi nào mà thân cận thiện hữu. Còn nếu mà mình gần cái người xấu thôi, ác tập ác giả, gần người ác là sẽ lây cái ác, gọi là ác tập ác giả. Tập là huân tập đó. Ác tập ác giả, một hậu trầm luân á, một đời bị đánh chìm đó. Mà thật sự là có những người ngày xưa tu rất là giỏi, là Phật tử nghiên cứu kinh điển tụng niệm làm Phật pháp rất giỏi, có thời gian bị niệm bị thôi, từ cái địa vị Phật tử nhảy xuống làm tục tử là vị thôi. Chán không muốn tu là niệm thôi, không còn hành Phật sự gì là hạnh thôi. Bắt đầu gần cái người mà đi chơi, thật sự không có ác gì, đi chơi, đi hát nhạc, đi uống rượu, đi hút thuốc, đánh bài, ví dụ vậy, riết cái bắt đầu sao dính cho nó. Chứ cái chữ ác nó không có nghĩa là đâm người cướp của gì hết á. Cái chữ ác nghĩa là khi mình không còn sống được trong một cái đường lối đạo lý nữa thì gọi ác. Cũng giống như cái người ngu, trong kinh dùng chữ ngu có nghĩa là tiếng như cái tiếng Việt mình hiểu là mình nói cái người đó ngu đần, ngu độ. Chữ ngu là gì? Khi không thấy được lẽ thật. Còn khi thấy được lẽ thật gọi trí. Cho nên Phật Kinh Pháp Cú nha, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Người ngu biết mình ngu thì nhờ vậy thành có trí, là tại nghĩ mình ngu cho nên học. Cho nên người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí mà tự cho mình là trí, thật đáng gọi trí ngu. Ngu cùng cực ấy, gọi là chí ngu. Tại vì không chịu học nữa. Tại Pháp Hòa giải cái chữ bất thối. Bởi chi vậy? Bởi vì trong cái phẩm kinh Bổ Bảo Tích này mình sắp học á, là cái một vị Bồ Tát hỏi Phật làm sao để có sự tu hành không bị lúi sụp. Gọi là trong kinh dùng cái từ là thối chuyển. Thì Đức Phật mới giảng cái đoạn này. Mà cái người hỏi này là ai biết không? Là Bồ Tát Di Lặc. Quý vị nhớ, để Pháp Hòa nói cái này là để chúng để ý khi đọc kinh nha. Khi chúng ta gọi là Phật Di Lặc, đó là chúng ta gọi trước. Bởi vì Di Lặc chưa phải là Phật, Ngài còn là Bồ Tát chứ chưa phải là Phật. Cho nên khi chúng ta gọi Ngài mà đúng thì gọi là Bồ Tát Di Lặc. Còn mình mà có gọi Phật Di Lặc là mình gọi trước. Do cái sự ấn chứng của Phật Thích Ca là Ngài sẽ là vị Phật trong tương lai. Cho nên trong kinh đó, không có gọi Ngài Di Lặc là Phật. Trong kinh chỉ gọi Ngài Di Lặc là Bồ Tát Di Lặc. Mà Bồ Tát Di Lặc tiếng Phạn gọi là A Dật Đa, nhớ không? Trong kinh Địa Tạng các kinh, thấy không?
A-dật-đa. Khi mà nghe nói Đức Phật gọi này A-dật-đa thì chúng ta hiểu là Đức Phật đang gọi ai? Gọi Bồ Tát Di Lặc đó. Di Lặc là mình âm lại từ cái chữ A-dật, A-dật-đa và Di Lặc. Cái họ của Ngài là Từ Thị. Mà nó có cái đặc biệt á, là trong kinh Pháp Hoa kể là Phật Bồ Tát Di Lặc với Đức Thích Ca là tu chung một lúc phải không? Nhưng mà Phật Thích Ca là nhờ siêng năng tinh tấn cho nên thành Phật. Còn Di Lặc Bồ Tát được mệnh danh là gì? Cầu danh. Nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa Bồ Tát Di Lặc cầu danh, cầu danh lợi không nhàn, cho nên gọi là cầu danh Bồ Tát. Trong kinh điển á, lấy Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho cái thức, lấy Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho trí. Cho nên khi mà thấy trong Pháp Hội Pháp Hoa đại chúng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, Ngài Di Lặc cũng đang phân vân như vậy. Đức Văn Thù Bồ Tát biết tâm niệm của đại chúng cho nên đứng lên nói cái chuyện này. Hai cái hình ảnh rất đẹp. Ở Di Lặc là tượng trưng cho thức. Mà thức là gì? Cái thức là còn tìm tòi, nhìn nó phân biệt. Còn cái trí là do cái tuệ giác, nhìn là biết khỏi cần suy diễn. Còn mình nhìn là mình suy diễn dữ lắm. Mình nhìn cái người đó là mình còn phân định là bữa nay có bộ yếu ớt hơn theo tuần rồi, kỳ này thấy có bộ trắng trẻo hơn kỳ trước. Mình nhìn cái mình đó là thể mà mưa xuống biết mưa vậy thôi, chứ mình không có cần nói mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ướt ngát hơn mưa lần này, mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Mình cứ ngồi mình hát hai mùa mưa. Ta Di Lặc là tượng trưng cho thức. Bây giờ á, Ngài Di Lặc trong cái phẩm kinh này á, có cái tên là Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp. Vấn là hỏi, chữ vấn là hỏi, hỏi tám điều rồi vấn bát pháp. Di Lặc Bồ Tát mới hỏi Đức Phật: bây giờ Pháp Hòa đọc cái vào kinh cho đại chúng nghe. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Bà Già Bà ở thành Vương Xá, là có cái chữ này nữa này. Bà Già Bà đó là cái tiếng âm từ tiếng Phạn là bao gáp, âm lại là bà, có khi âm là Bạc Già Phạm, có khi là Bà Già Bà. Thì cái chữ này nó chỉ một cái nghĩa thôi, đó là Thế Tôn, là Như Lai. Nhớ kinh Dược Sư không? Lúc bấy giờ Đức Bạc Già Phạm đi châu du giáo hóa, đến thành Quảng Nghiêm ở nghỉ dưới cây âm nhạc. Thì cái chữ mà bà già bà đó không có phải là theo mình hiểu là bà này bà già quá cho nên kêu bà già bà. Thì cái chữ bà già bà là tiếng âm thôi. Ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng đại chúng tỳ kheo 1250 người câu hội và 10.000 đại Bồ Tát. Bấy giờ Như Lạc Bồ Tát đứng dậy trịch y vai hữu. Đó, trịch y vai hữu là như nãy mình đắp y vậy đó, để chừa cái cánh tay phải của mình. Mà quý vị biết tại sao không? Trong kinh đó, khi mình đắp y mình chừa cánh tay phải là có cái nghĩa đó. Có nghĩa là khi mà mình trịch cái vai phải này ra đó, bày trần cái vai ra đó, là tượng trưng cho cái ý nghĩa là con xin nguyện gánh vác Phật Pháp, lấy đôi vai mà gánh vác Phật Pháp. Đâu phải chuyện thôi.
chứ không phải tự nhiên vô cớ, tự nhiên đang tính đáo không chịu trịch cái vai ra. Cái ý nghĩa mà đưa cái cánh tay phải, đưa cái vai ra đây là tượng trưng cho lấy cái chữ kim nè, chữ kim là vai đó. Chữ kim là vai, có nghĩa lấy cái vai này mà gánh Phật. Cho mỗi người chúng ta đều là những người gánh Phật Pháp đó. Gánh không nổi bưng, bưng không được vác, vác không nổi ó đơ nó xếp về cho mình. Trình bày vai hữu, gối hữu chấm đất. Khi mà mình đi kinh hành á, hễ mà mình chuyển bên tay trái, phải không? Thì chân trái bước trước. Khi mình nghiêng qua bên phải thì chân phải bước trước. Tại sao vậy? Lấy cái đó để làm cái móc để mình đi cho nó đều. Thôi mình biết bước chân nào trước, phải không? Hữu nhiễu hữu túc, tả nhiễu tả túc. Hễ mà nhiễu là đi vòng, mà hễ mà tả là mình nhiễu Phật bên trái. Thì mình thí dụ bây giờ mình đi vô chánh điện, mình quẹo mình cái bên tay trái thì chân trái bước trước, mà hễ quẹo qua bên phải thì chân phải bước trước. Cho nên đi trong chánh điện ta đi hông chứ không đi giữa. Thí dụ mình bước vô chánh điện, mình xá Phật cái mình quẹo này mình đi lên, để mình bày tỏ cái lòng cung kính thôi chứ có gì hết. Cho khi mình đắp y mặc áo đứng bệt chứ không đứng ngay giữa chánh điện, trừ trường hợp là trong những cái lễ, cái giờ phút đó là long trọng cái lễ thì trường hợp nó khác. Mình đứng ngay chánh điện đắp y để mà tiếp nhận cái pháp y nó khác. Còn mình chuẩn bị lên tụng kinh thì áo y mình mặc ở bên chứ không có chánh điện ngay giữa. Và khi mà mình bày tỏ cái lòng cung kính đó là mình vô chánh điện, mình quẹo qua bên hông mình đi lên. Rồi ví dụ bây giờ mình cần có việc gì đi ngang qua bàn Phật thì bày không cần phải cúng đúng sát đất, chỉ cần đi ngang thẳng thớm nhưng mà đầu cuối. Thì những cái hình ảnh là trịch bài vai hữu, gối hữu chấm đất đều biểu lộ sự cung kính. Giống như mình đi trì bình khất thực, người ta để thức ăn vô bát mình là chỉ cần bày tỏ cung kính, tri ân, cúi đầu. Cảm ơn cô. Hình như tuần rồi cô có cho phải không? Không có làm quen nữa. Không có làm quen nghe, để là từ sao được hưởng nghe. Trời, kỳ rồi xôi lá cẩm ngon. Bây giờ là được lắm. Bây giờ Di Lặc Bồ Tát đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con muốn đem ít pháp hỏi Đức Như Lai ứng chánh biến tri. Chẳng hay Đức Thế Tôn cho phép chăng? À, thay vì hỏi Đức Thế Tôn, trong này nói là Ngài là bậc ứng cúng chánh biến tri. Ứng cúng là người đáng được cúng dường. Chánh biến tri là cái hiểu biết của Ngài một cách chân chánh, gọi là ứng cúng chánh biến tri. Đây là hai danh hiệu rồi đó. Đức Phật có 10 hiệu: Như Lai ứng cúng chánh biến tri, Minh Hạnh Túc hiện thể thế gian giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật. Đủ 10 cái đó gọi là Thế Tôn. Người nào đủ 10 cái đó gọi là bà già bà, hiểu không? Người nào có Như Lai, có ứng cúng, có chánh biến tri, có Minh Hạnh Túc, có thiện thể, có thế gian giải, có Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật, đủ 10 cái đó gọi là Thế Tôn. À, Thế Tôn là bà già bà, bạc già phạm. Đức Phật dạy: Này Di Lặc, tùy ý ông hỏi. Mình gọi là Di Lặc mới đúng nha, chứ không có Di Lặc. Di Lặc à, chữ Á đó, Di Lặc bị gì chữ âm mà. Này Di Lặc, tùy ý ông hỏi. Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri sẽ phân biệt giải nói cho ông vui mừng. Tại sao trong này lại gọi là chánh biến tri? Bởi vì những gì con sắp hỏi con phải nhờ Đức Thế Tôn phân tích.
Mà chính cái phân tích đó cho nên Phật gọi là chánh biến tri. Tức là cái tri là cái biết đó. Biết một cách chân chánh để chỉ bài cho nên gọi là chánh biến tri. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát cứu cánh thành tựu mấy pháp, chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, ở trong pháp thắng tiến, chẳng thối chẳng chuyển. Quý vị nghe mấy câu hỏi nha. Đại Bồ Tát cứu cánh thành tựu. Tại sao thành tựu mà phải thêm chữ cứu cánh? Bởi vì chữ cứu cánh nghĩa là rốt ráo, là viên mãn. Mà mình muốn thành tựu mà thành tựu lờ lờ chưa được. Thí dụ bây giờ quý vị nấu cơm. Cơm vừa sôi tới, lửa vừa tắt, có dám mở nắp không? Nó thành cơm rồi nhưng mà chưa gọi là rốt ráo chín. Phải đậy nắp đó 10 phút nữa thì cơm nó mới ráo, gạo nó mới nở, chừng đó ăn mới ngon. Cái đó gọi là rốt ráo chín. Còn cái chín hồi nãy là mới chín thôi chứ chưa phải là rốt ráo. Hiểu ý không? Cho nên mong sân thí thực mình tụng nè: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Liên Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn, quy Phật Cánh, quy Pháp Cánh, quy Tăng Cánh. Đó là mình tụng tắt. Nếu tụng đủ là quy y Phật cứu cánh, quy y Pháp cứu cánh, quy Tăng cứu cánh. Cho nên cái chữ cánh trong cái bài, trong cái bài Mong Sân Thí Thực đó, là cái nghĩa của nó là cứu cánh đó, chứ không phải cánh của Phật, cánh Pháp, cánh Tăng đâu nha. Không phải dịch là quy Phật Quyên, quy Pháp Quyên. Chữ Phật, chữ cánh này là cứu cánh, là rốt ra. Người Bắc ta kêu là cứu kính, quy Phật cứu kính. Chữ cứu kính cũng được, cứu cánh. Cứu cánh là rốt ráo, là viên mãn. Cho nên trong này mới nói Đại Bồ Tát. Bồ Tát không phải Bồ Tát thường mà phải là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát cứu cánh thành tựu mấy pháp, chẳng thối chẳng chuyển. Trong này dịch chỉ chữ thối chuyển đưa là hai. Chẳng thối là chẳng lùi, mà cũng chẳng chuyển. Chẳng thối chẳng chuyển. Ở trong pháp thắng tiến, chẳng thối chẳng chuyển, lúc hành đạo Bồ Tát hàng phục tất cả ma quán địch, như thiệt biết tự thể tướng tất cả các pháp, ở các thế gian tâm chẳng mỏi mệt. Bây giờ Bồ Tát phải hàng phục các ma quán địch, ma oán là họ hờn trách báo oán mình, địch là kẻ thù với mình. Cho nhiều khi trong đời này không phải ma không nha, có oán nữa, có địch nữa. Như người đó là kẻ địch của tôi, đối thủ. Không, mà đối thủ của mình là gì? Không phải người nào đâu, là cái tham của mình, là cái sân của mình, là cái si của mình. Có nhiều khi mình không muốn tham mà sao nó cứ để sờ sờ nó biểu mình. Mình đã có gốc tham rồi, cho nên gọi cái người có gốc tham gọi là nhân tham. Để đó không ai thấy mà sẵn sàng cho mình vớt bỏ túi gọi là duyên tham. Rồi mình đi ngang mình có cách nào để mình lấy không, gọi là cách thức tham. Khi mà bỏ vô trong túi rồi là nghiệp tham. Bốn cái giai đoạn để thành tội. Mình có nhân, đồ đạc để đó là duyên, đi ngang tìm cách lấy là gì? Phương thức, gọi là phương tiện. Nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, phương tiện trộm cắp, quả của trộm cắp. Cho nên mình khó, mình là có cái nhân của sân, mà nó cứ nói sóc mình hoài là cái duyên cho mình sân. Rõi sân kiểu nào, tôi sân tôi không có nói, tôi đột luôn à. Là phương cái cách nào để biểu lộ cái sân. Có nhiều người họ sân nhưng họ không có phải tung tay họ đánh, nhưng mà họ háy quýt, họ bắt đầu nghiến răng,
thì cái nghiến răng đó là cái cách thức biểu lộ sẵn. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên trong kinh giới nói rất rõ, mình có nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp và quả của trộm cắp. Có ma, có oán, có địch. Bây giờ Đức Phật dạy nè, lành thai này Di Lặc. Nay ông có thể hỏi Đức Như Lai về thâm nghĩa như vậy, ông nên nhất tâm lắng nghe, ta sẽ nói cho. Quý vị thấy Đức Phật có cái hay, ai làm cái gì, ai nói cái gì, khen cái đó, mình không chịu học chút đó thôi là mình thấy được cái hành xử của Phật, không có chê, lúc nào cũng lành thai, quý quá thai, quý quá. Cho nên con nít á, mình muốn nó làm chết bỏ rồi, khen nó, trời ơi con ăn giỏi quá, là nó ăn thêm muỗng nữa. À, rồi mình nói giỏi quá con nát muỗng nữa rồi thêm muỗng nữa. Cho nên cái cách đó là cái cách hành xử của Phật, mình phải học cái cách này. Quý vị đọc trong kinh thấy câu này hoài phải không? Lành thai, quý thai, cứ để nó on đi. Vậy là nay ông có thể hỏi Như Lai về thâm nghĩa như vậy. Bây giờ Đức Phật nói nè, khi mà Phật nói rồi, Ngài Di Lặc nói: Bạch Đức Thế Tôn, con xin vui thích muốn nghe. Nghe mà phải vui thích mới nghe được, nghe mà không vui thích không có nghe được. Cũng giống như là mình, cái người mà người ta dạy mình cái gì mà không muốn nghe, nhìn biết liền. Họ ngồi quá trời quá đó, già vậy hả? Ta cũng hứng. Cho nên vui thích muốn nghe. Này Di Lặc, chứ Đại Bồ Tát cứu cánh thành tựu tám pháp thì chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Người không mua, người muốn đừng có thối chuyển nha, thì có tám pháp đây. Những gì là tám pháp? Đó là chư Đại Bồ Tát thành tựu: một là thâm tâm, hai là hành tâm, ba là xả tâm, bốn là thiện tri hồi hướng phương tiện tâm, năm là thành tựu từ tâm, sáu là thành tựu bi tâm, bảy là thành tựu thiện tri phương tiện, và tám là thành tựu bát nhã ba la mật. Quý vị thấy cái gì nó không ngoài cái tâm. Muốn thành tựu cái gì mà rời tâm là không thành tựu được. Cho nên tu hành là phải có phát tâm. Đó, quý vị từ xa 5 tiếng, 4 tiếng nhờ có phát tâm mới tới được đây. Không có phát tâm đâu tới nào. Rồi giờ này mình đi làm kiếm tiền không sướng sao? Phải không? Mình ở nhà mình ngủ không khỏe sao mà vô đây gục lên gục xuống nè. Là phát tâm dữ lắm rồi đó. Cho nên rồi quý vị thấy phát cái tâm, nhờ cái tâm phát cho nên thân mới bắt đầu nó hành động. Nhờ cái tâm phát cho nên rồi mình mới cứu khổ độ đời, mới làm việc này việc kia. Cho nên làm cái gì cũng phải từ sự phát tâm. Hết giờ rồi. Đọc lại tám pháp ha. Đức Phật dạy nè: một là thành tựu thâm tâm, hai là thành tựu hành tâm, ba là thành tựu xả tâm, bốn là thành tựu thiện tri hồi hướng phương tiện tâm, thiện tri hồi hướng phương tiện tâm, năm là thành tựu đại từ tâm, sáu là thành tựu đại bi tâm,
7 là thành tựu thiện tri phương tiện, 8 là thành tựu bát nhã ba la mật. Rồi ngày mai mình sẽ học tiếp, mình sẽ nói từng phần nghĩa là sao, rồi chừng đó mình ghi nữa. Bây giờ là hết giờ. Thôi mình hồi hướng. Xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Chưa hồi hướng nó tỉnh queo chứ. Mắt sáng luôn. Nãy giờ nghe tâm này tâm kia. Có cái tâm liêm diêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.